Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video để mà chia sẻ quý vị các bạn về vấn đề nước làm mát. Cái đặc điểm khác biệt của cái vấn đề nước làm mát của cái dòng Euro 4 so với các cái dòng động cơ đời cũ nha các bạn. Đối với các dòng động cơ Euro 4 thì nó có một vài cái sự khác biệt đối với các dòng động cơ đời cũ về cái vấn đề gọi là nước làm mát. Các bạn hãy cùng theo dõi với mình nhé. Thì trong cái động cơ Euro 4 bao giờ các cái động cơ đời nhỏ, công suất nhỏ, tải trọng nhỏ dưới 9 tấn bao giờ nó cũng sẽ sử dụng cái hệ thống EGR. Thì cái này mình có nói với quý vị các bạn trong những video đợt trước đây, trong chuỗi các series về cái video hướng dẫn sử dụng ô tô các cái động cơ Euro 4. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một số cái khác biệt nữa về các động cơ Euro 4, nhất là về cái vấn đề gọi là nước làm mát. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái động cơ tiêu chuẩn của một cái bất kỳ một cái dòng động cơ Euro 4 nào, nó đều có cái bộ phận là làm mát cái khí xả. Đó, đây là bộ phận trong cái hệ thống tuần hoàn khí thải EGR, các bạn có thể xem lại trong video của kênh ô tô tại Đồng Nai. Thì các bạn có thể thấy cái hệ thống làm mát của hệ thống khí thải EGR này đã được làm mát bằng nước làm mát cho động cơ. Đó, nước làm mát thì các bạn sẽ thấy rằng là ngoài việc nó, đây là các cái đường ống của nước làm mát này, nó đi vào trong này, nó có một cái đường ống nước nhỏ để nó làm mát cái không khí nạp, không khí từ cái đường ống khí thải. Đó. Và cái nước làm mát này thì các bạn thấy là nó sẽ đi lên một phần để nó giải nhiệt cho cái van EGR. Đó, các bạn sẽ thấy đường ống này, đây là đường ống đi và đường ống về. Đó, nó làm mát cho cái van xuôi nôi nữa của cái van EGR, và nó làm mát cho cái van EGR. Như vậy thì đó, các bạn sẽ thấy là cái bất kỳ một cái động cơ Euro 4 nào nó đều có cái hệ thống EGR này hết. Các cái dòng tải dưới 9 tấn, tải nhỏ, công suất máy nhỏ thì nó đều có hệ thống làm mát này, và nó sử dụng nước làm mát. Các cái tính năng mới thì nó hoàn toàn khác. Thứ nhất là các bạn có thể thấy đây là cái motor bước, và đây là các cái đường ống nước làm mát motor bước này các bạn. Rồi làm mát turbo đây. Đó, làm mát turbo luôn, nó có nước làm mát turbo. Bình thường turbo mình chỉ làm mát bằng dầu thôi, bằng nhớt bôi trơn thôi, nhớt động cơ thôi, nhưng mà cái turbo này nó làm mát bằng nước. Đó, thấy không các bạn, đây là một cái van thiết kế đặc biệt. Cái này mình sẽ nói ở phần turbo, sẽ nói ở phần turbo phần thứ hai, video thứ hai. Đó, các bạn sẽ thấy rằng cái turbo đời mới này nó sẽ giải mát, có nước làm mát cho turbo, và nó có thêm cái này là cái motor bước. Các bạn nào mà dành kỹ thuật trên các cái dòng xe du lịch thì các bạn sẽ thấy nó có cái turbo như vậy. Đó, đây là cái loại turbo mình thấy là nó trang bị mới nhất. Thì các bạn mới thấy cho mình trình bày hai cái khác biệt trên các cái dòng Euro 4 so với các cái dòng Euro 2. Và trên các cái dòng Euro 2 thì nó không có hai cái điểm này. Đó chính là cái thứ nhất là cái hệ thống EGR nó dùng sử dụng nước làm mát để nó làm mát cái hệ thống khí xả. Với thứ hai nữa là cái hệ thống một số xe thì nó sẽ sử dụng cái hệ thống nước làm mát để nó làm mát cho cái cổ turbo. Đó, như vậy thì nó sẽ tăng tuổi thọ của cái turbo lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà cái nước làm mát ở các cái động cơ Euro 4 nó sẽ có nhiều chức năng hơn là so với là cái nước làm mát trên cái động cơ Euro 2. Các cái động cơ đời cũ thường là nó chỉ để làm mát động cơ là cái mục tiêu chính, và cũng gần như là cái tác dụng chính. Ngoài ra thì nó hầu như là nó không có các cái tác dụng phụ. Đó, nó không có những cái sử dụng vào những cái mục đích
mục đích khác. Như vậy thì để mình nói cho quý vị các bạn, nếu như các bạn có thể theo dõi trên kênh của mình có hai video thì mình đều để ở phần phía dưới phần mô tả này cho các bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể xem. Cái thứ nhất là mình nói về cái vấn đề gọi là sử dụng nước làm mát, châm nước làm mát như thế nào thì cái xe nó là tốt nhất cho cái xe của bạn. Thì trong video đó là mình đã làm rất là kỹ. Video thứ hai là mình làm một cái video là cho các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta châm không đúng nước làm mát thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó chính là nước nó bị đóng lâu ngày, cái hệ thống nước làm mát nó sẽ bị có cái bùn đó, các bạn thấy không, trong video đó cái bùn nó bám vào, nó sau khi mà xả cái két nước ra các bạn thấy toàn là bùn không. Và cái xe này nó đã sử dụng sau khi mà gắn máy lạnh thì cái người mà gắn máy lạnh nó họ mới châm nước bình thường vào trong két nước đó. Và mình không nghĩ rằng cái việc mà các bạn nghĩ đúng không, cái việc bùn nó ra, chẳng ai người ta lấy nước bùn mà người ta châm vào két nước làm gì cả. Chỉ có người ta lấy cái nước bình thường ở nhà người ta châm vào mà không hiểu lý do vì sao, không hiểu ở bên trong cái động cơ nó dơ hay là do các cái phản ứng hóa học mà nó tạo ra nên cái chất kết tủa mà nó thành cái bùn đậm vào trong bên trong cái két nước. Và khi mà cái video đó bạn quan sát kỹ, là khi mà mở cái nắp két nước ra là nó có một cái lớp bùn đó, không hiểu, mình cảm giác như là lấy cái nước bùn nó đổ vào trong cái nước làm mát vậy. Và có sau khi mà mình đưa cái video mà sử dụng đúng cái loại nước làm mát lên đó, thì có một số khán giả nào đó mình không rõ mà comment là các bạn cứ yên chí đi đổ nước lọc, tôi đã sử dụng xe 10 năm rồi đó, mình vẫn nhớ cái câu đó à, các bạn yên chí đi. Thì qua video đó thì mình cũng không nói là không đổ được các cái loại nước lọc, mà mình chỉ nói là tốt nhất là các bạn nên sử dụng nước làm mát động cơ, và kết hợp với các bạn có thể sử dụng thêm nước cất để các bạn đổ vào trong đó thì nó là tốt nhất, chứ không phải là bắt buộc là các bạn phải đổ như vậy. Nhưng các bạn nào muốn yêu xe, thương xe của mình, muốn tốt nhất cho xe của mình thì hãy làm như mình hãy làm như đúng những cái nhà sản xuất người ta khuyến cáo. Đấy là mình lấy khuyến cáo từ các nhà sản xuất chứ cũng không hơi đâu mà nghĩ ra được mấy cái đó. Thì các bạn có thể thấy trên các cái dòng xe Euro 4, nếu như mà cái xe của bạn mà nó bị như là trong cái video của mình mà nó tháo cái nước ra nó toàn là bùn không, thì các bạn nghĩ rằng là chỉ việc tháo cái két nước ra là nó sạch thôi đúng không, tháo vệ sinh cái két nước làm mát rồi vệ sinh cái hệ thống xả bỏ trong cái động cơ ra là nó sạch. Tuy nhiên đối với động cơ Euro 4 bạn sẽ thấy nước làm mát nó còn rất là nhiều cái vị trí, đó là chỉ hai cái nhiều cái vị trí để mà nó đưa nước làm mát đến để nó phục vụ cho cái mục đích khác. Thứ nhất là nó làm mát cho cái hệ thống EGR, thứ hai là nó đưa lên để nó nuôi, nó làm mát cho cái cổ turbo. Như vậy thì nếu các bạn cảm tưởng như là cái trong cái nước làm mát ở trong cái két nước của các bạn mà nó đóng một lớp bùn như vậy thì các bạn nghĩ làm sao khi mà nó bơm vào bên trong cái hệ thống làm mát của EGR cũng như là nó bơm lên cái cổ turbo để nó làm mát cho cổ turbo. Các bạn cứ tưởng tượng đi, cái đường ống hồi nãy mình chỉ cho các bạn, nó đưa vào bên trong để nó nuôi cái van EGR đó, nó nuôi cái van, nó làm mát cho cái van EGR cũng như cái van solenoid của van EGR bên trong đó. Các bạn thấy không, cái đường ống nó có bé xíu à, nó chỉ chưa tới ngón út mình nữa đó. Như vậy mà bùn cái nước làm mát mà nó toàn là bùn không, nó đi vào bên trong đó thì các bạn nghĩ là nó sẽ như thế nào, nó còn có tác dụng làm mát nữa hay không, hay là nó đi vào trong đó rồi nó đứng, nó kẹt cứng nhắc vào trong đó rồi khi mà cái van cái cổ cái van EGR nó rất là nóng, bởi vì nó là nó mở cái đường khí thải trở về đường ống nạp mà, nên là nó rất là nóng. Như vậy thì nếu mà nó không được giải nhiệt thì nó bị tắc do là nước làm mát nó quá dơ, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào
À, chắc chắn là nó sẽ hư cái van EGR đó, hoặc là nó quá nhiệt cho cái van EGR đó là nó sẽ hư thôi. Rồi cái cổ turbo nữa, cái cổ turbo khi mà cái đường ống của cái cổ turbo này lại càng nhỏ nữa. À, cái đường ống nước mà nó lên giải nhiệt cho cái cổ turbo nó càng nhỏ nữa. Nếu như mà các bạn biết rồi, cái cổ turbo người ta, kỹ sư người ta đã chế tạo ra, người ta đã làm mát cái cổ turbo như vậy để nó kéo dài cái tuổi thọ của cổ turbo đó. Vậy mà bây giờ cái nước làm mát của bạn nó quá dơ đi chăng nữa, nó quá dơ, nó đi vào trong cái cổ turbo nó kẹt, kẹt cứng ngắc ở trong đó, thì mà trong khi đó cái cổ turbo nó đâu có báo về đâu. Nếu như mà nó có thiết bị cảm biến thì nó sẽ báo về, còn nếu như nó không có thiết bị cảm biến thì coi như là cái cổ turbo của bạn nhà sản xuất đã sản xuất ra để mà nó làm mát, tuy nhiên là cái nước làm mát của bạn nó đã bị quá dơ rồi, thì coi như nó mất tác dụng rồi, thì dẫn đến là cái tuổi thọ của cái cổ turbo của bạn nó đâu còn nữa, đúng không? Thì qua đây mình muốn 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 chỉ cho các bạn rằng là đối với cái động cơ Euro 4 thì nó có hai cái điều đó. Tất nhiên là trên xe Euro 4 thì nó xe đời mới, xe ga điện thì nó còn sử dụng nước làm mát vào nhiều một vài cái tính năng nữa, nhưng mà mình chưa cập nhật hết, nhưng mà mình chỉ để ý được hai cái đó là cái cơ bản nhất ở trên các cái dòng xe đời ga điện đời mới. Thì qua đây mình cũng muốn nhấn mạnh cho các bạn thấy rằng là cái tầm quan trọng của việc sử dụng cái nước làm mát cho nó phù hợp để nó bảo vệ cho chiếc xe của bạn thì chẳng có gì hơn hết. Như vậy thì mình sẽ cho các bạn thấy rằng là đối với các động cơ Euro 4 thì các bạn cần phải kỹ hơn trong cái việc sử dụng nước làm mát cho động cơ. Trên các loại du lịch là người ta đã rất là kỹ vấn đề này rồi, nhưng mà xe tải chúng ta thì xưa nay tất cả các bác tài đều rất là không coi trọng cái nước làm mát chỗ động cơ. Có nhiều người thì lấy đại cái nước ở suối nào đó thì do máy nó nóng quá thì bơm vào bên trong để cho nó làm mát, nhưng mà sau khi cái giai đoạn đó thì cứ để vậy, dứt thành thói quen. Rất nhiều mình gặp rất nhiều cái bác tài là cứ tìm cái nước ở nhà múc lên là đổ vào trong cái két nước làm mát vậy thôi, chứ không có cẩn thận trong cái việc sử dụng đúng cái loại nước làm mát đó. Thì các bạn thấy rồi, mà hiện tượng hay là cái trường hợp mà nó sử dụng sai nước làm mát là mình cũng đã có một video cho các bạn xem đó, cho các bạn thấy rằng là nước làm mát nó có vai trò rất là quan trọng. Đấy là chưa kể đến cái việc mà ảnh hưởng đến máy nha, mình chưa nói đến việc ảnh hưởng đến máy là tất nhiên rồi, còn ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến những cái chi tiết mà chỉ có trên cái động cơ Euro 4 nó mới có những cái chi tiết đó thôi, còn những cái động cơ trước đây thì không có đó. Thì qua đây thì mình đang làm một chuỗi các cái video về các cái động cơ Euro 4, vì chắc chắn các bạn sẽ gặp nó trong tương lai. Bởi vì các động cơ Euro 4 này đã được nhà nước chúng ta áp dụng sản xuất từ năm 2018 rồi, thì mong rằng các bạn xem qua những cái chuỗi video về cái động cơ Euro 4 này của mình thì các bạn sẽ có cái kiến thức hơn, sâu hơn về cái động cơ Euro 4, giúp cho các bạn làm quen với chiếc xe hơn. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.